Tiến Nha cùng ban tin tức của đài IBC xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp vào buổi tối hôm nay thứ hai đầu tuần và cũng là ngày lễ Memorial Day. Đài IBC đang được phát hình trên các băng tần quen thuộc 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California. Quý khán giả ở các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ và Canada xin vui lòng đón xem đài trên Galaxy 19 hoặc có thể đón xem bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu qua trang mạng ibctv.us hoặc là IBC TV Official trên trang YouTube và Facebook IBC TV. Như thường lệ, sau đây Tuyết Nha xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Tổng thống Biden cam kết sẽ làm gì đó cho cộng đồng Uvalde. Quân đội Ukraine đã tuần tra chiến hào trên chiến tuyến Donetsk. ESA cho biết hợp tác với Nga về ISS có thể vẫn sẽ tiếp tục. Ông Petro cánh tả Colombia vào vòng 2 với doanh nhân Hernandez. Ít nhất 14 người tử vong trong vụ rơi máy bay tại Nepal. Sau đây sẽ là bản tin đầu tiên. Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ làm điều gì đó cho cộng đồng Uvalde. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã an ủi các gia đình ở thị trấn Uvalde, miền Nam Texas vào ngày Chủ nhật hôm qua, ngay sau vụ xả súng trường học đẫm máu nhất trong một thập kỷ của quốc gia, khi các giới chức liên bang thông báo họ sẽ xem xét phản ứng chậm chạp của cơ quan thi hành pháp luật địa phương đối với vụ tấn công này. Sự tức giận gia tăng đối với quyết định của những cơ quan thi hành pháp luật tại Uvalde cho phép kẻ xả súng ở lại trong lớp học trong gần một tiếng đồng hồ, trong khi các sĩ quan cảnh sát chờ đợi ở hành lang và trẻ em trong phòng thì hoảng loạn gọi 911 để được giúp đỡ. Tổng thống và đệ nhất phu nhân đã lau nước mắt khi đến thăm những đài tưởng niệm ở trường học Rob, nơi tay súng đã giết chết 19 học sinh và 2 giáo viên, đến đã đặt hoa hồng trắng và bày tỏ lòng thanh kính trước những đài tưởng niệm tạm thời cho các nạn nhân. Người sử dụng mạng Internet chỉ trích dữ dội cách cảnh sát đáp ứng chậm chạp trong vụ nổ súng này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Chủ nhật cho biết họ sẽ xem xét phản ứng của cơ quan thi hành pháp luật địa phương theo yêu cầu của thị trưởng Uvalde là Don McLaughlin. Chuyến thăm Texas là chuyến công du thứ 3 của Tổng thống Biden tới một địa điểm xả súng hàng loạt trong thời gian qua. Quân đội Ukraine tuần tra chiến hào trên chiến tuyến Donetsk. Binh sĩ Ukraine tuần tra trên những chiến hào ở khu vực tiền tuyến Donetsk vào Chủ nhật khi chống lại nỗ lực của Nga để chiếm thêm đất ở miền đông Ukraine. Dmitro là cựu giáo viên tiếng Anh cho biết nỗi sợ hãi lớn nhất của ông là bị yêu cầu ngừng chiến đấu. Ông nói một dàn xếp thương lượng chỉ có thể xảy ra với điều kiện của Ukraine và hiện tại nó đang xảy ra thì hiện nay là một điều kinh hoàng. Ông nói thêm rằng hành động như vậy có thể kết thúc sự nghiệp của Tổng thống Zelensky. Đoàn phim do Reuters thực hiện cho thấy thiệt hại đối với các tòa nhà tại thị trấn Bakhmut. Nga thì nói họ sử dụng những cuộc tấn công hỏa tiễn để phá hủy cơ sở chỉ huy của Ukraine ở Bakhmut và Soledar. Cả hai thị trấn đều nằm trên một con đường quan trọng chạy về phía Tây Nam, từ Lysychansk và Severodonetsk. Ngoại trưởng tuyên bố đã giải phóng khu vực Donbass ở miền đông Ukraine là một ưu tiên vô điều kiện đối với Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lại nói, theo một văn bản do Bộ Ngoại giao Nga công bố, việc giải phóng khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine được Nga công nhận là những quốc gia độc lập là một ưu tiên vô điều kiện của nước này. Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết việc hợp tác với Nga về ISS có thể vẫn tiếp tục. Joseph Archbacher, tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Âu Châu, viết tắt là ESA, đã nói rằng ESA không mong muốn Nga chấm dứt hoạt động chung ở trạm vũ trụ quốc tế với các nước phương Tây. ISS, vật thể nhân tạo lớn nhất trong không gian, liên tục có người kể từ tháng 11 năm 2000, được điều hành bởi Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ và Nga dẫn đầu, gồm 5 cơ quan vũ trụ từ 15 quốc gia. Trong một đoạn video trực tiếp nối từ ISS, Samantha Crystal Fortory, phi hành gia của ESA, nói với nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Davos rằng công việc trên trạm vũ trụ vẫn tiếp tục bất chấp chiến tranh ở Ukraine. Dmitry Rogozin, tổng giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, đã gợi ý những biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ áp đặt đối với cuộc xâm lược của Nga và Ukraine có thể phá hủy những hoạt động đồng đội của ISS, dẫn tới việc trạm vũ trụ rơi ra khỏi quỹ đạo. Người đứng đầu ESA cho biết,
họ cần nước Nga và Nga cũng cần họ, nếu không thì trạm này sẽ không hoạt động. Ông Aschbacher đã nói trong tương lai, châu Âu cần giải quyết xem họ có hài lòng với việc bay lên vũ trụ với Nga hay NASA hay muốn tìm kiếm một sự độc lập, không chỉ đối với các chuyến bay lên ISS mà còn xa hơn như là lên mặt trăng hay tới sao hỏa chẳng hạn. Tin tức về cuộc bầu cử tại Colombia, ông Petro phe cánh tả vào vòng 2 với doanh nhân Hernandez. Ứng cử viên phe cánh tả Colombia Gustavo Petro đứng đầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống của đất nước ADN vào Chủ nhật và sẽ đối mặt với ứng cử viên đầy bất ngờ, doanh nhân Hernandez trong vòng 2, sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Theo số liệu văn phòng quốc gia, 99.9% thùng phiếu được đếm, Petro là cựu thành viên phong trào du kích M19, cam kết sẽ thay đổi kinh tế và xã hội sâu đậm để nhận được 40.3% số phiếu bầu. Ngược lại, ông Hernandez là cựu thị trưởng của thành phố Bucaramanga, người đã hứa hẹn chống tham nhũng dù đang bị điều tra về tội danh hối lộ, thì giành được 28.2%. Trong trường hợp ông Petro giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ Colombia chứng kiến một nhà lãnh đạo theo thiên hướng chính trị cánh tả bước vào phủ tổng thống. Còn ông Hernandez vượt qua lên trong những cuộc thăm dò chỉ trong 2 tuần qua với sự hiện diện đầy màu sắc trên mạng xã hội. Ông hứa hẹn chấm dứt đặc quyền cho giới chức và quản lý một cách tiết kiệm hơn. Tin tức cập nhật về vụ rơi máy bay Nepal, ít nhất 14 người tử vong. Theo viên chức cứu nạn Nepal ngày thứ Hai, đã trục vớt 14 thi thể khi họ rà soát sườn núi hẻo lánh tại Himalaya, nằm rải rác với những mảnh vỡ của máy bay nhỏ gặp nạn và 22 người trên máy bay. Các giới chức cho biết cơ hội tìm thấy những người sống sót là vô cùng mong manh. Thứ Hai, quân đội Nepal nói họ xác định được vị trí rơi của chiếc máy bay DSC-6-300 Twin Otter thuộc hãng hàng không tư nhân Thara Air, chở 22 người mất tích vào hôm qua. Chính quyền nước này cho biết máy bay gặp nạn khi bay từ thị trấn du lịch Pokhara, cách thủ đô Kathmandu 200 km về phía Tây Bắc, đến Chomsom cách đó 80 km. Chomsom là địa điểm nổi tiếng về đi bộ đường dài ở Himalaya. Chiếc máy bay Twin Otter của Thara Air đã mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu ngay sau khi cất cánh vào 9 giờ 55 phút sáng địa phương. Và địa điểm máy bay rơi nằm trong khu vực có ngọn núi Dholaguri, đỉnh cao thứ 7 trên thế giới, với độ cao 8.167m, gần biên giới của Nepal với Trung Quốc. Thưa quý khán thính giả, đó là phần 1 của chương trình tin tức tổng hợp tối nay. Từ nhà xin mời quý vị cùng ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Kế đến đó là tin tức liên quan tới hàng chục ngàn người đổ về thị trấn của Mỹ để xem ngừa khổng lồ khiêu vũ ra sao. Thượng Hải, Bắc Kinh nới lỏng hạn chế về Covid-19 như thế nào? Chúng ta tới với đường trên cao của Sài Gòn dự trù phải tiếp tục tăng vốn tới 8.000 tỷ đồng. Và một phóng viên kiện chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông về vấn đề gì? Cũng như là Rio đã tổ chức tiệc chiến thắng tại Bermondville. Xin mời quý khán giả cùng đón xem trên đài IBC.